hồng nhật tảo bánh thiên địa, kiếm bạc kiến giang khắp quỷ thần. Bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây. Thời toàn dân chống Pháp, Nguyễn Trung Trực kiên cường tranh đấu, nhiều lần ghi chiến công cùng nghĩa quân tung hoành ngang dọc. Nhìn quê nhà trong cơn hiểm nguy, nhìn dân Việt miên man đớn đau, máu trong tim nóng dâng cao.